Xin chào tất cả các bạn. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một vài nét về mình. Tôi tên là Huỳnh Thiên Minh, hiện đang sống và làm việc tại Nhật. Ngoài ra thì tôi còn dạy tiếng Nhật cho rất nhiều những bạn khác. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua địa chỉ email huỳnhminh0219@gmail.com hoặc là trang Facebook cá nhân. Tôi có ghi ở bên dưới cái clip này. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên theo dõi trang fanpage Học Tiếng Nhật Online để nhận được những tài liệu tiếng Nhật hữu ích. Ngoài ra còn có cơ hội nhận được những khóa học online hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi. Chúng ta sẽ đi ngay vào bài học. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ngữ pháp. Và ngữ pháp ngày hôm nay chỉ có một cái duy nhất thôi, động từ thể điều kiện, nhưng nó rất là nhiều cái ý nhỏ trong đây. Các bạn chú ý lắng nghe giùm tôi nha. Các bạn tắt mic đi các bạn ơi. Các bạn chú ý giùm tôi, thể điều kiện nó sẽ nói được rất là nhiều trong văn nói. Người Nhật cũng thường hay sử dụng thể này rất là nhiều các bạn. Trong văn nói các bạn sẽ thường nghe lắm, và văn viết cũng có nữa, cho nên các bạn hãy học kỹ giùm tôi thể này nha. Rồi các bạn nhìn lên màn hình của tôi đi. Bạn xem xe rồi tắt nick của bạn Hương Yên đi được không ạ? Rồi tôi sẽ tắt các bạn. Hai bạn này đang mở mic. Rồi bạn bạn Hiệu Lê, bạn vui lòng tắt mic giùm tôi đi. Rồi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phần ngữ pháp bài 35 cho các bạn nha. Các bạn chú ý giùm tôi vì phần ngữ pháp này nó khá là dài đấy. Rồi bạn, tôi mời bạn Gia Khánh đi. Gia Khánh mở mic lên và đọc giùm tôi cách chia của động từ thường về thể điều kiện đi Gia Khánh. Hay. Cách chia thể khẳng định động từ nhóm 1 chuyển đuôi ư sang đuôi e cộng 3. Động từ dạng ma sự thì bỏ ma sự, bỏ đuôi y thành e ba. Có đọc luôn ví dụ không xem? Rồi đọc tới đây thôi, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Các bạn lưu ý giùm tôi, nếu bạn nào chưa biết thể này nó có ý nghĩa gì á, thì các bạn nhìn, các bạn thấy gọi là thể điều kiện là các bạn biết điều kiện là như thế nào rồi đúng không? Điều kiện nó là như thế nào rồi, phải có một cái điều kiện gì đó nó mới xảy ra được. Cái vế thứ thứ hai nha, tức là động từ thứ nhất có cái điều kiện, thì cái điều kiện gì đó yêu cầu thì đạt đủ cái điều kiện đó nó sẽ xảy ra vế thứ hai. Các bạn hiểu giùm tôi, nó nếu như các bạn chưa học thể này các bạn sẽ sử dụng là vetara đấy, nếu thì đó các bạn, nếu đấy, nếu mà có cái điều kiện đó, nếu mà có đầy đủ điều kiện thì vế thứ hai sẽ xảy ra. Và ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là dạng động từ điều kiện loại 3 nha, các bạn lưu ý giùm tôi nha. Để mà chia về cái thể khẳng định á, thể khẳng định mà ở động từ thể điều kiện á các bạn, thì các bạn lưu ý giùm tôi, động từ nó sẽ có 3 nhóm động từ. Lúc nào cũng vậy, trong tiếng Nhật sẽ có 3 nhóm động từ nha. Nhóm thứ nhất là những chữ đứng trước mas thuộc cục y nha các bạn, thuộc cục y nha. Giống như là ikimas, isogimas, tanomimas, yobimas, arimas, kaimas, machimas và là hanashimas. Tất cả đều là cục y. Đứng trước mas là cục y thì nó sẽ thuộc nhóm 1. Còn nếu như nhóm 2 đấy thì nó sẽ là trước mat sẽ là cục e nha, giống như là sirabemas hoặc là kaemas, mimas, iru cũng là cục 2 nha các bạn. Rồi riêng nhóm 3 thì lúc nào cũng có là kuru đây, các bạn đã học từ này rất là nhiều rồi, học rất là nhiều lần rồi, và simas. Ngoài ra thì nó còn danh từ, nó còn những cái danh từ mà có 3 âm tiết trở lên cộng với simas đó các bạn, chuyển thành động từ ấy, thì nó sẽ là thuộc nhóm 3, ví dụ như là Benkyo Shimasu, Ryuko Shimasu, và Ryugaku Shimasu, hoặc là Kenshiu Shimasu, Sanbo Shimasu.
tất cả những cái đó thì nó đều là nhóm 3 nhé. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào những cái ví dụ ở nhóm thứ nhất giùm tôi đi. Các bạn nhìn vào ví dụ nhóm thứ nhất giùm tôi đi. Trước khi mà muốn hiểu nó có ý nghĩa gì á thì các bạn phải thuần thục chia nó một cách trôi chảy trước đi, rồi các bạn sẽ học về ý nghĩa và cách sử dụng nó sau nha. Rồi tôi sẽ mời một bạn đọc giùm tôi 8 ví dụ này nha. Bạn tôi mời bạn Di Linh đi, Di Linh mở mic lên và đọc chia sang thể điều kiện giùm tôi luôn nha bạn. Hai. Iku ikeba isogu isogeba tanomu tanomeba yobu yobeba aru areba kau kaeba matsu mateba hanasu hanaseba. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn ơi, vui lòng á, nếu như trong lúc các bạn học từ vựng, tôi vẫn nhắc lại một lần nữa nè, các bạn muốn chia được tất cả những cái thể từ từ thể thông thường mà về sang thể điều kiện hay là thể khả năng hay là động từ đưa về dạng thể nay, thể quá khứ, thì các bạn muốn chia được nó đấy, các bạn phải chia, các bạn trong lúc học từ vựng các bạn đừng đọc một cái từ động từ thể way mass không, mà các bạn phải đọc về những cái thể các bạn muốn chia luôn, các bạn đọc liên tục như vậy thì khi mà các bạn chia sau này các bạn chia một cách rất là thuần thục. Còn nếu như các bạn học từ vựng mà bạn đơn thuần chỉ đọc xem là các bạn học ikimasu rồi đi, các bạn cứ học ikimasu thì các bạn sẽ không thể nào mà chia một cách trôi chảy được. Các bạn phải học luôn cả là ikanai, ikimasta rồi ikanakata, ví dụ vậy, ikeba, các bạn phải chia về những thể điều kiện. Bạn hiểu chưa? Ikemasu chia về thể khả năng như vậy, các bạn chia từ một động từ đơn giản thôi, các bạn đưa về nhiều thể, các bạn chia như vậy thì các bạn sẽ chia rất là thuần thục. Rồi cách chia của nhóm thứ nhất thì rất là đơn giản nha. Đuôi ư đấy, đuôi ư tức là ikimasu, các bạn thấy là ikimasu đưa về thể từ điển của nó là iku. Thì đuôi ư các bạn chỉ cần chuyển sang đuôi e và cộng với 3 thôi. Đây, chuyển sang đuôi e nha, tôi sẽ lấy ví dụ cho bạn xem. Các bạn nhìn vào đây giúp tôi đi. Đưa về thể từ điển ấy thì nó là thuộc cục ư, và các bạn chia bỏ cục ư, các bạn chuyển thành cục e, nó sẽ thành là cư thành kê, và các bạn cộng với từ 3 thì nó sẽ trở thành thể điều kiện. Và một hồi nữa thể điều kiện nó sử dụng trong trường hợp nào tôi sẽ hướng dẫn sau. Đây, isogu nhé các bạn, isogu nó vẫn thuộc cục ư và các bạn đổi thành isoge, các bạn cộng với 3 thì nó sẽ ra thành thể điều kiện. Ở dưới đây cũng vậy, tanomu là nhờ cậy nhờ vả nha, nhờ cậy nhờ vả, và chuyển thành me tức là tanome cộng với 3 thì là tanome 3, có nghĩa là nếu mà nhờ cậy, nếu mà nhờ vả đấy. Rồi yomu, yobu, bư vẫn là cục ư nha, cục ư các bạn bỏ chuyển cục ư thành cục b, e là thành b nha, yobe cộng với 3 thì là động từ thể từ điển của nó, thì nó gọi là yobu là gọi, nhưng mà các bạn chuyển thành thể điều kiện là nếu gọi nhé, nó sẽ trở thành là nếu gọi, giống như là khi các bạn chưa học, nếu các bạn chưa học cái thể điều kiện này thì các bạn sẽ nói là yondara, yondara tức là nếu gọi, còn trong trường hợp đó các bạn sẽ không cần nói gì, các bạn chỉ cần nói yobe3 thôi, bạn hiểu chưa, yobe3. Rồi tương tự những cái ví dụ phía phía sau cũng vậy nha, cũng vẫn cái cách chia y như vậy thôi, không gì khác cả. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển qua nhóm thứ hai. Tôi mời một bạn đọc giùm tôi 4 động từ nhóm 2 đi các bạn. Rồi bạn bạn Hải Lý, bạn mở mic lên đọc giùm tôi đi bạn. Hay. Silaberu, silabereba, kaeru, kaereba, miru, mireba, iru, ireba. Sensei, owari. Rồi. Bạn chia khá là tốt nha, chắc là có lẽ đã học bốn ngữ pháp này rồi hả? Không, em mới học đến bài 25 với sensei, nhưng mà em tự học. Rồi rồi, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Các bạn lưu ý giùm tôi, đây là nhóm 3 đấy, các bạn chia đừng để bị nhầm lẫn nha. Khi mà nhóm 2 các bạn chia đừng để bị nhầm lẫn nha. Vì nó rất là dễ nhầm với những cái thể mà các bạn đã học ở phía trước ấy, như là đưa về thể khả năng hay là thể mệnh lệnh. Các bạn hiểu chưa? Hay là thể cấm đoán rồi đấy, thì các bạn tránh đừng để bị nhầm lẫn nha. Ở đây tôi đánh nhầm thể thể mệnh lệnh các bạn.
Chờ tôi sửa cái này lại cái nha. Đây là thể điều kiện chứ không phải là thể mệnh lệnh nha. Rồi các bạn nào dịch được 4 từ này hay không? Bạn dịch dịch giùm tôi luôn đi. Bạn Hải Lý mở mic lên dịch lại giùm tôi đi bạn. Sida B được tìm nếu tìm tìm hiểu sẽ điều kiện nếu tìm hiểu cai được về nếu về mi được Không xem phải B. vậy về á đổi à Chữ Hán đấy mà đổi thầy. đổi không không về Không biết ăn đâu. Rồi các bạn cứ tắt mic đi, tôi mời một bạn đọc thôi. Đây. Mi được xem nếu xem y được có nếu có Rồi bạn dịch lại giùm tôi động từ thứ nhất nha bạn. xin là b được ở trên c tìm hiểu điều tra nếu tìm hiểu nếu điều tra Rồi, động từ thứ hai. cây cây được đổi nếu đổi Chuyển thành cây rề ba là nếu đổi nha các bạn. Nếu các bạn đổi, nếu nếu đổi đấy. hay Miru, mi rề ba, nếu mà xem, nếu xem nha. Rồi cách chia từ động từ ở nhóm 2 đấy thì các bạn chỉ cần là bỏ mask và thêm rề ba vào thôi, rất là đơn giản. Bỏ mask và thêm rề ba thôi. Tabe mask, tabe rề ba. Miru, mi rề ba. Các bạn chỉ cần bỏ mask và thêm rề ba vào đọc thôi, rất là đơn giản nha. Nhóm 2 tôi thấy lúc nào học cách chia về các thể đó các bạn, nhóm 2 là một nhóm mà dễ chia nhất. Các bạn để ý giùm tôi đi, các bạn sẽ thấy nhóm 2 là nhóm dễ chia nhất và kế tiếp là nhóm 3 đấy. Và sau này các bạn chia thuần thục rồi thì nhóm nào cũng dễ hết, tự nhiên trong trong miệng mình sẽ đọc ra thôi. Rồi bây giờ chuyển sang nhóm 3 nha các bạn tranh thủ qua phần này để tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng ở phía sau. Khi mask thì các bạn lưu ý giùm tôi nha, khi mà chia thành nhóm 3 khi mà chia thành thể điều kiện đấy thì nó là cứ đề 3 nha các bạn, cứ đề 3. Rồi CMAS thì các bạn chỉ cần là giữ nguyên CMAS các bạn sẽ chuyển thành sư đề 3 nha. Sư đề 3, Benko CMAS, Benko sư đề 3. Sanbo CMAS, Sanbo sư đề 3. Ryugaku CMAS, Ryugaku sư đề 3. Nếu mà học, rồi nếu mà đi dạo, nếu mà đi đi du học, Ryuko sư đề 3 nếu mà đi du lịch. Vậy thôi, các bạn chỉ cần đưa sư rư về sư đề 3. Mỗi một cái tôi chỉ các bạn cách nhớ nè. Chỉ các bạn cách nhớ nha. Mỗi một cái nhóm cách chia của một nhóm ấy, các bạn lấy giùm tôi một ví dụ đi, các bạn ghi vào tập ấy. Các bạn chỉ cần học thuộc cái ví dụ đó. Các bạn cảm thấy những cái động từ nào tôi cho trong đây mà các bạn thường xuyên sử dụng, các bạn cảm thấy hay á thì bạn chỉ cần ghi là một động từ thôi. Ví dụ như tôi thích ăn các bạn, lúc nào tôi thích ăn, tôi là một người rất là thích đi ăn vòng vòng những cái khu tôi sống gần gần khu tôi sống ấy, thì tôi sẽ lấy ví dụ là tại Bemas thì đến nhóm 2 tôi sẽ đổi thành là tại B đề 3. Các bạn hiểu chưa? Các bạn cứ lấy cái động từ mà các bạn thích ấy, các bạn đổi thành thể điều kiện. Bất kỳ các thể nào các bạn học, các bạn lấy động từ một cái động từ mình thích, các bạn chuyển thành thì như vậy các bạn sẽ nhớ rất là lâu. Ví dụ như bạn nào cứ thích đi chơi, thích đi du lịch này kia đấy thì các bạn sẽ lấy ví dụ thứ nhất là ikimasu thì các bạn sẽ chuyển thành là ikeba, ikimasu, ikeba. Rồi, các bạn sẽ thêm vào như vậy thôi. Bạn nào thích đi du lịch thì ryukoshimasu thì các bạn sẽ chuyển thành là ryukoshireba. Các bạn cứ lấy một cái động từ mình thích đi. Rồi các bạn nào thắc mắc về cách chia của ba nhóm động từ này hay không? Bốn mươi tám người rồi các bạn, rất là đông rồi. Rồi nếu các bạn không thắc mắc thì tôi sẽ chuyển qua phần chia về tính từ nha, cách chia về tính từ cho các bạn nha. Tính từ các bạn rất là dễ chia. Trong phần chia thể điều kiện này tính từ rất là dễ. Tính từ y các bạn nhìn vào đây giùm tôi đi, các bạn chỉ cần bỏ y thôi, các bạn chỉ cần bỏ y và thêm kê đề ba thôi, bỏ y thêm kê đề ba nha. Vì đông người cho nên mạng tôi nó bị lắc một chút xíu các bạn. 48 trên 51 người rồi. Còn 3 người nữa là full phòng.
Rồi các bạn nhìn vào đây đi, trong lúc mà mạng tôi nó đang bị chập chờn, các bạn nhìn vào đây đi. Các bạn thấy là tôi có ghi là bỏ y và thêm vào kê đề 3 đây. Cái này là Maruo Chukemas nha, mới học nha. Rồi các bạn chỉ cần bỏ y và thêm kê đề 3 thôi thì nó sẽ trở thành để thể điều kiện. Rồi bây giờ tôi sẽ mời một bạn đọc giùm tôi ba ví dụ này. Rồi bạn bạn Hùng Việt, bạn mở mic lên đọc giùm tôi đi bạn. Tranh thủ mở mic nhanh lên đi bạn ơi. Rồi thôi Hương Lan mở lên đọc thế bạn đi. Giáo sư kia đề ba chi sai kia đề ba y dỗ kê đề ba Rồi dịch nghĩa luôn đi bạn, dịch nghĩa luôn đi. đẻ nếu đẻ Ừ. nhỏ nếu nhỏ tốt nếu tốt ạ. Rồi bạn cho tôi biết là nếu như bạn chưa học thể điều nếu bạn chưa học thể điều kiện này, các bạn sẽ nói là nếu các bạn muốn nói là muốn rẻ thì bạn sẽ nói như thế nào? Bài 25 đã học rồi bạn. Em chưa học bài 25. Vậy hả? Rồi, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu như mà các bạn chưa học thể điều kiện này á, các bạn muốn nói những cái danh những cái tính từ y này, ví dụ như bạn muốn nói là muốn rẻ thì nó sẽ là Yasukatara. Yasukatara. Đúng không? Chisakatara. Chisakatara là nếu mà nhỏ. Yokatara, Yokatara. Các bạn lưu ý giùm tôi nha, tính từ y tính từ y mà cái chữ là y này á, có nghĩa là tốt với các bạn, thì khi mà các bạn chia về thể điều kiện nha thì nó không phải là bỏ y mà thêm kề ba nha các bạn, các bạn phải chuyển thành là dôi nha, dôi đấy, dôi các bạn bỏ y thành là vô kề ba đấy. Nếu mà bạn nào đã học chữ kanji chữ lương của tôi rồi thì các bạn sẽ biết được từ dôi này nha, từ dôi với lại từ y này là giống nhau hoàn toàn nha các bạn, ý nghĩa nó hoàn toàn giống nhau, có nghĩa là tốt đấy, có nghĩa là đều có nghĩa là tốt thôi. Từ dôi này nè, có bạn nào mà không biết từ này không? Từ dôi này đấy, bạn nào đã học tính từ bài 8, từ bài 8 mà đã học hai này rồi, Này lâu rồi mà thầy. đúng rồi, nó rất là lâu rồi, cho nên là các bạn lưu ý giùm tôi muốn các bạn lưu ý là khi các bạn chuyển sang cái này là có nhiều bạn giữ nguyên y kề ba là sai nhá, vô kề ba nha các bạn, y kề ba là sai đấy, các bạn lưu ý giùm tôi. Rồi bây giờ tôi sẽ mời một bạn mở mic lên và tôi sẽ đọc cho bạn chia về, tôi đọc tính từ y cho các bạn chia về thể điều kiện nha. Rồi bạn Hòa Linh, bạn có mở mic lên được hay không? Rồi tôi sẽ đọc một vài tính từ cho bạn chia nha. Takai. Taka về bà. Rồi chia lại nè. Bỏ y thêm kê Taka kể về ba bà. nha. Chia lại nè, chia Kể lại về to bà. rõ lên nha bạn. Takai. Taka kể về bà. Yasui. Giáo sư kể về bà. Oki. Ok kể về bà. Hikui. Gì xin xế? Hikui. Ni cười. Hikui. Y cười. Hi. Hi cười các bạn. Hi Hi cười. Hey. Hi Luôn cười đấy. kể về bà. Rồi giờ ni cười nè. Ni Ni cười. cười. Ni cười kể về bà. Bạn biết từ ni cười có nghĩa là gì không? Ni ni cười là ví dụ ta bên ni cười ta bên gia sư Rồi đúng rồi. khó dễ ăn khó ăn. Rồi bây giờ tôi sẽ mời bạn tiếp theo nha. Cảm ơn bạn nha, tôi sẽ mời bạn tiếp theo. Bạn hiểu được là như là được rồi, nhưng bạn phải luyện tập thường xuyên. Bạn Hoàng Anh, mở mic lên đi bạn. Hai hai
Rồi. Rồi. Yokereba, yokereba. Yasui. Yasukereba. Benkyou shi yasui. Benkyou shi ya. Yasukereba. Benkyou. Moi kai onegai shimasu. Benkyou shi yasui. Benkyou shi yakereba. Đọc lại nè bạn. Benkyou shi yasui. Benkyou shi yakereba. Yasukereba. Benkyou shi yasui. Lại một lần nữa. Benkyou yasukereba. Benkyou shi yasui. Why do you say what they like? Benkyou shi yasukereba. Benkyou shi yasukereba nha bạn. Nếu mà học dễ, nếu mà dễ dàng học đấy. Các bạn lưu ý giùm tôi là tại sao các bạn thấy nè. Khi mà các bạn cứ nghĩ nó là tính từ y á, tính từ y á, thì các bạn cứ nghĩ là những tính từ y mình học thôi là không đúng nha, nó chỉ như vậy là không đúng nha. Bây giờ benkyou shi yasui thì các bạn thấy nó là các bạn quy về nguyên một cụm nó thì nó vẫn là tính từ y đấy, các bạn hiểu tôi nói chưa? Rồi bây giờ takakunai. Takakunakereba. Ừ, các bạn thấy chưa? Nhiều bạn không biết thể các bạn thấy là đưa về thể nai, các bạn nghĩ nó là không phải tính từ y nhưng nó là thuộc tính từ y đó các bạn. Rất là đơn giản thôi, không có gì khó cả. À, tính từ y rất là nhiều các bạn, rất là nhiều. Bây giờ tôi không không nhớ cái nào để tôi cho các bạn đọc. Rất là nhiều tính từ y. Kuroi. Kuro kereba. Shiroi. Kuro kereba. Omoshiroi. Omoshiro kereba. Teine. Tene. Đọc thử đi, đọc thử đi. Tene. Tene no imi wa wakarimasen. Rồi các bạn luôn, tôi tính thuốc cho bạn đọc thôi. Tene nó không phải tính từ y nha, tene nó tính từ na nha các bạn. Em cũng. Đấy. Lịch sử đó em nhiều từ đặc biệt các bạn phải lưu ý giùm tôi nha. Khi nào tôi học mà khi nào tôi dạy cho bạn mà tôi nhấn mạnh đó các bạn phải lưu ý giùm tôi. Tene no imi wa kanesu. Tene có nghĩa là lịch sử các bạn, lịch sử. Rồi tôi sẽ thông qua phần này nha, tôi sẽ thông qua cái cách chia tính từ y nha các bạn. Rồi bây giờ sẽ vào phần tính từ na, tôi sẽ cho một vài bạn đọc. Những bạn khác mà không có cơ hội đọc thì các bạn vui lòng lắng nghe giùm tôi nha. Rồi bạn bạn Lê Yến, bạn mở mic lên đi bạn. Mở mic lên và đọc giùm tôi phần tính từ na này đi. Rồi tranh thủ đọc đi bạn ơi. Trên xe nếu lâu thì đổi người đi, thời gian không rồi, có trên xe. À, bạn bạn nào mới mới vừa nói chuyện để bạn đọc giùm tôi luôn đi. Em ạ. Rồi đọc luôn đi bạn. Trên xe không có tên của ai ổn quá. Trên xe em đọc nha. Rồi bạn đọc đi. Kantan kantan nara siru kan nara bioki bioki nara ka gakuse gakuse nara. Dịch luôn không sensei? Rồi dịch luôn bạn, dịch luôn. Đơn giản nếu đơn giản, yên tĩnh nếu yên tĩnh, bioki ốm nếu ốm, gakuse học sinh nếu học là sinh, học sinh sinh viên nếu là học sinh nên là sinh viên là sinh gì nếu là học sinh là sinh viên gật cứ xe thì ổn này sinh viên là học sinh được hết các bạn nhưng mà gật cứ xe là học sinh đấy nhưng mà sau này các bạn muốn nói sinh viên là đai gật cứ xe rồi là sinh viên đại học nhé gật cứ xe là học sinh đi hay qua đi các bạn dịch cái này các bạn không thể dịch nếu không được các bạn phải dịch là nếu thì nếu là nhá nếu thì nếu là Bây giờ các bạn thấy là Kantanara thì là nếu đơn giản thì. Các bạn hiểu chưa? Nếu cái gì đó thì. Rồi Shizukanara là
nếu mà yên tĩnh thì, đúng không? Byukinara, nếu bị bệnh thì như thế nào đó. Rồi Gakusenara, nếu là học sinh thì sẽ có một cái gì đó ở phía sau nó tiếp diễn. Một hồi nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Và các bạn lưu ý nè giùm tôi, để mà chia từ tính từ đuôi na và danh từ về thể điều kiện đó các bạn, thì hai cái này nó chia hoàn toàn giống nhau. Và các bạn lưu ý giùm tôi là trong lúc từ đây trở về sau các bạn học ngữ pháp tiếng Nhật, các bạn để ý đi, khoảng 80% tính từ na và tính và danh từ ấy, cách chia của nó như nhau các bạn. Các bạn để ý giùm tôi đi thì các bạn sẽ thấy được. Các bạn nhìn vào đây nha, tính từ đuôi na các bạn chỉ cần bỏ na và thêm nara thôi, danh từ thì các bạn để y như vậy và các bạn thêm nara. Và các bạn để ý nè, các bạn thấy thường thường người ta viết kantan, người ta đâu có viết kantan na đâu. Cho nên là các bạn cứ danh từ và tính từ na thì các bạn đừng có để ý tới cái việc là à có bỏ na hay là thêm na gì ở đây. Các bạn cứ cộng trực tiếp vào với nara cho tôi, không cần biết na hay không na gì hết. Các bạn hiểu chưa? Cứ tính từ và danh từ gì đó, tính từ và danh từ thì cứ là cộng trực tiếp với nara, không cần phải là bỏ na hay là nhớ bỏ na thêm na gì cả. Nhưng tôi ghi ở đây là cho các bạn biết là bản chất của nó là tính từ na, các bạn hiểu chưa? Chứ các bạn thấy là người ta viết, người ta sẽ viết kantan, shizuka rồi, bioki, gakuse. Các bạn thấy kantan, người ta đâu viết kantan na đâu. Khi mà không viết cái một câu thì ta sẽ viết kantan thôi. Cho nên là cứ kantan cộng nara là ok, không có cần phải nhớ bỏ na thêm na gì cả. Rồi phần này các bạn nào thắc mắc hỏi tôi cái gì hay không? Từ tính từ y, đuôi na và động từ. Ba phần trên các bạn có hỏi cái gì hay không? Bạn nào có thắc mắc thì mở mic lên hỏi tôi đi các bạn. Rồi nếu không có thì tôi qua phần B nha. Phần B tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia từ thể phủ định chuyển về thể điều kiện nó như thế nào nha. Các bạn lưu ý giùm tôi. Thứ nhất là động từ. Thứ hai là tính từ đuôi y. Và thứ ba là tính từ đuôi na và danh từ nha. Thì phần thứ nhất là động từ. Các bạn lưu ý giùm tôi. Khi mà các bạn chuyển động từ từ thể nai đấy. Lúc nãy tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thể nai ở đây. Các bạn cứ xem nó như là tính từ y. Các bạn hiểu chưa? Cứ xem nó như là một tính từ y. Và các bạn bỏ y thêm kê đề ba vào thôi. Ở trên tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách chia tính từ y rồi, đúng không? Thì các bạn chỉ cần bỏ y và thêm kê đề ba vào. Nó chia y như một tính từ y nha. Rồi, tính từ đuôi y. Khi mà các bạn chuyển về thể phủ định ấy, ví dụ như là già xưa ấy, thì các bạn sẽ chuyển phủ định nó là gì? Già xưa cử nai, đúng không? Già xưa cử nai. Thì lưu ý giùm tôi nè. Các bạn lưu ý giùm tôi nè. Các bạn đưa về cử nai rồi đó. Thì nó vẫn là trở thành tính từ y, đúng không? Các bạn sẽ quay rồi trở về đây đây, các bạn sẽ quay trở lại cái này đây, các bạn thấy chưa? Lúc đó nó vẫn là tính từ y nha. Và các bạn vẫn bỏ y và thêm kê đề ba vào thôi, rất là đơn giản. Rồi tính từ đuôi na cộng với danh từ. Thì khi mà các bạn muốn phủ định một tính từ hoặc là một tính từ đuôi na hoặc một danh từ thì có phải là các bạn sẽ thêm vào đế và nai và hoặc là già nai không? Đúng không? Đế và nai và già nai nha. Thì lúc này khi mà các bạn đưa về đế và nai hoặc là già nai thì nó lại quay trở về đây. Nó lại thuộc là phải phủ định nữa thì chỉ cần bỏ y thêm kê đề ba thôi. Giống y như tính từ y. Cho nên tóm lại phần này. Phần thể phủ định. Thể phủ định á, thí dụ như là động từ là có giữa bạn tabemas thì sẽ là tabenai. Các bạn hiểu chưa? Thì tabenai chuyển thành thể điều kiện đó là tabena kê đề ba. Mày thấy chưa? Rồi tính từ đuôi y thì ví dụ như là già xươi. Già xươi các bạn chuyển thành thể phủ định đó là già sư cử này. Thì lúc này sẽ là già sư cử na kê đề ba. Rồi danh từ tính từ đuôi na ví dụ như là kantan thì nó sẽ là kantan đế và nai hoặc là kantan già nai. Kantan đế và nai thì sẽ chuyển thành là kantan đế và na kê đề ba. Nếu mà không có đơn giản, nếu mà không đơn giản. Các bạn hiểu chưa? Rồi, danh từ ví dụ như là bioki. Các bạn đưa về thể phủ định là bioki già nai hoặc là bioki đế và nai. Rồi, chuyển thành thể điều kiện của nó là bioki già na kê đề ba. Cho nên tóm lại một lần nữa, tất
cả những động từ tính từ đuôi y hoặc danh từ tính từ đuôi na mà các bạn chuyển về thể phủ định thì các bạn chỉ cần bỏ y ở phía sau nai và thêm kê đề ba thôi. Nó như một tính từ y. Rồi bây giờ tôi sẽ mời một bạn làm ví dụ nha. Tôi sẽ mời một bạn làm ví dụ. Rồi bạn Di Mạnh. Di Mạnh có mở mic được hay không bạn? À, mở mic lên đi. Rồi bây giờ tôi sẽ đọc một vài động từ ở thể nai. Các bạn chia về thể điều kiện giùm tôi nha. Nôm a nai. Nôm a. Kê đề ba. Benkyo shinai. Benkyo shinai. Ryoko shinai. Ryoko shinai kê đề ba. Ikanai. Ikanai kê đề ba. Yobanai. Yobanai kê đề ba. Minai. Minai kê đề ba. Konai. Konai kê đề ba. Ryuaku shinai. Ryuaku shinai kê đề ba. Noboranai. Noboranai kê đề ba. Kaeranai. Mô ichi do, onegai shimasu. Kaeranai. Kaeranai. Kaeranai kê đề ba. Rồi. Các bạn đã hiểu chia từ động từ thể phủ định về mệnh lệnh chứ về thể điều kiện chưa? Các bạn chỉ cần bỏ y và thêm kê đề ba thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ mời một bạn chia giùm tôi tính từ đuôi y nha. Bạn Hân ở trên bạn ngoài lên đó, mở mic lên và chia giùm tôi về tính từ đuôi y đi các bạn. Rồi bạn không mở mic lên rồi. CNC có thể tắt hộ em bạn Nguyễn Siêm đi được không ạ? Rồi được rồi bạn. Rồi Vũ Thị Phượng lâu quá mới thấy vào lớp nè, mở mic lên, chia giùm tôi tính từ đuôi y đi bạn. Đủ hôm nay dậy. Rồi tôi sẽ đưa tính từ đuôi y về thể phủ định và bạn chia nha. Yasuku nai. Yasuku nakereba. Yoku nai. Yoku nakereba. Waruku nai. Waruku nakereba. Hikuku nai. Hikuku nakereba. Benkyo shinikuku nai. Benkyo shinikuku nakereba. Takaku nai. Takaku nakereba. Mezurashiku nai. Mezurashiku nakereba. Mezurashiku nai. Mezurashi. Mezurashi wa nan desu ka? Rồi, không học từ vựng mới. Mezurashi là cái gì? Mới vừa kiểm tra từ vựng lúc nãy cái rồi. Hiếm có hiếm khi. Hiếm khó. Đấy đấy đấy. Benkyo shina kereba. Hay benkyo shina kereba. Benkyo shina kereba. Tôi đang benkyo shina kereba. Benkyo shina kereba. Benkyo shina kereba. Benkyo shina kereba. Atarashii kotoba no imi ga wakaranai. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu về chia về thể điều kiện này chưa? Thấy chưa? Sensei, bạn đấy mới chỉ có thuộc 70% từ mới thôi, bạn vừa khai với em xong. Rồi rồi. Thôi bây giờ. Bây giờ còn tính từ đuôi na và danh từ thì rất là đơn giản rồi, cũng giống như là ở trên thôi, các bạn chỉ cần đưa về đế và nai và dạ nai rồi bỏ y và thêm kê đề ba thôi. Ok chưa? Phần này rất là đơn giản nha. Hay cho các bạn xem. Rồi bây giờ tôi sẽ qua phần thứ hai nha. Phần thứ hai nó sẽ có ý nghĩa chung. Ý nghĩa chung là nếu như, nó giống như là tố và tà ra các bạn đã học. Hai mẫu ngữ pháp này đã học ở bài 25 rồi. Không phải bài 25 không mà trước bài 25 nữa, các bạn đã học tố và tà ra nha. Thì thể điều kiện này nó có ý nghĩa là nếu như. Ý nghĩa hoàn toàn giống như tố và tà ra, chẳng khác gì các bạn. Không khác gì cả, nhưng mà chỉ có cái cách chia về thể động về cách chia từ động từ thể điều kiện và động từ thể từ điển về thể điều kiện nó khác thôi. Chứ nó không khác về cái ý nghĩa gì hết. Các bạn lưu ý giùm tôi.
Nhớ nha, giống với Tố và Tà Ra nha. Rồi tôi ví dụ cho bạn nè, tôi ví dụ cho các bạn nè. Thí dụ như bạn nói là Benkyo Stara thì nó có nghĩa là nếu nếu học đúng không? Benkyo Sureba cũng là nếu học thôi, nhưng mà cái cách nói nó khác nhau thôi các bạn. Các bạn hiểu chưa? Benkyo Suruto, Benkyo Sureba, Benkyo Stara đều ý nghĩa giống nhau nha. Nhưng mà các bạn đã học rồi Tố này thì bây giờ tôi không nhắc lại, nó còn một cái ý nghĩa hơi khác chút xíu, đó là cái gì đó nó mang tính chất là tự nhiên hơn hơn Tà Ra nha. Bài học đến đây là kết thúc. Nếu mà mọi người thấy cái clip này có ích cho việc học tiếng Nhật thì hãy like và chia sẻ. Mỗi tuần vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy tôi sẽ đăng những clip mới. Để không bỏ lỡ cái việc xem á thì các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký bên dưới. Và tôi cũng có chia sẻ những đường link xem nhiều clip hữu ích bên dưới cái phần mô tả của clip này. Các bạn hãy xem để nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình. Chúc các bạn ngày càng giỏi tiếng Nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.